những kỷ niệm phai tàn thật nhanh. Em đã bay xa, em đã đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong may để mình nói ra những câu chân thật. Không biết là sao mà chương trình được tuyển đâu ra mà nhiều bác sĩ hot boy dữ vậy. Em thắc mắc tại sao mà có thể vừa bác sĩ vừa hát hay, ai chịu nổi. Yeah, mà là còn cao như người mẫu nữa cái này. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bác sĩ Tùng hát bài gì? Ngày hôm nay thì em sẽ xin phép gửi đến hội trường một ca khúc ballad nhẹ nhàng, ca khúc Tháng Tư Là Lời Nói Dối của em ạ. Nghe nó lãng mạn quá nha. Trước khi hát thì mời bác sĩ Tùng sẽ chọn micro vàng. Ngày hôm nay thì em chọn một ca khúc liên quan đến tháng 4 ạ. Cho nên là cho phép em xin được chọn số 4 ạ. Số 4. Số 4 luôn. Rồi, chúc phần biểu diễn thành công nha. Chúng ta sẽ đến với tiếng hát của bác sĩ Tùng đến từ thủ đô Hà Nội. Xuân có em như chưa bắt đầu, và cơn gió như thế mơn man lay từng nhánh hoa rơi. Em đã bước tới như em đã từng chơi chuồn với anh trên cánh đồng xanh. Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã. Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười. Những kỷ niệm phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong may để mình nói ra những câu chân thật. Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thường nay hóa theo mây gió, để lại tháng tư. Xuân mất em như đã bắt đầu, và cơn gió như khẽ vô tình lay từng nhánh hoa rơi. Em vội xa khuất theo tia nắng chiều, chơi chuồn với anh giữa cánh đồng xanh. Khúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng để mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã. Tháng tư ánh sao phía xa bỗng như dần ta. Những kỷ niệm phai tàn thật nhanh, em đã bay xa, em đã đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong may để mình nói ra những câu chân thật. Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thường nay hóa theo mây gió, để lại tháng tư. Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường tôi hằng mơ. Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn.
và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em. Kể chào cô gái tháng tư của tôi. Những kỷ niệm phai tàn thật nhanh, em đã bay xa, em đã đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói xa. Để lại tháng tư sang mai, để lại tháng tư mình anh. Quá dữ. Chúc mừng phần biểu diễn của bác sĩ Tùng. Xin mời nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Hay quá. Rất là hay mà hát đúng tông như là ca sĩ đã từng hát bài này luôn. Chính vì điều đó cho nên đoạn cuối nó hơi chệch choạng tí, không sao. Giọng ca rất là phong thoáng, không có tốn tiền được. Giọng ca này là giàu có. Mời Trương Thế Vinh. Thật sự là bạn là một có một cái cảm nhận và cái chắc phải hát nhiều lắm nha. Từ giọng thật qua giọng giả thanh, rồi cái nốt cao cũng là một bài rất khó xử lý. Nếu mà chọn một cái bài nào mà nó đơn giản hơn, nó kép nhã mà hơi đẹp như vậy thì là chết người. Nhưng mà thật sự là cũng tròn trịa, cũng rất là tuyệt vời, em thích. Không, tại này là lời nói dối của tháng tư thôi. Có thể là hay mà cũng có thể là không hay. Nhưng mà rất là truyền cảm hứng. Dạ, bài rất là đúng, đầy đủ. Những cái bạn trẻ bây giờ yêu thích, mình thấy điều đó tuyệt vời. Mà em sẽ Quỳnh Hoa. Không biết là sao mà chương trình này tuyển đâu ra mà nhiều bác sĩ hot boy dữ vậy. Em cũng thắc mắc tại sao mà có thể vừa bác sĩ vừa hát hay, ai chịu nổi. Và là còn cao như người mẫu nữa cái này. Vâng, mà mình phải nói là mình vô cùng khâm phục những người theo ngành y. Bởi vì chẳng hạn như những ngành như mình học, các ngành về kinh tế thì chỉ học có mất 4 năm, 5 năm. Nhưng mà đối với ngành y thì phải 6 năm, rồi thêm chuyên khoa gấp mất đôi. Mấy năm nữa rồi, coi như là cả chục năm để đi học, rồi mới đi ra làm. Thì đúng là hầu như là các bạn đều vươn lên từ những gia đình rất là khó khăn. Còn thì nói chung những người mà gia đình khó khăn như vậy thì với cái khoảng thời gian đó, Hoàng nghĩ là các bạn phải nỗ lực lắm luôn thì mới có thể vượt qua được. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Ở đây là những chàng trai, tôi thấy rằng ai cũng đẹp cả. Đẹp từ tâm hồn, đẹp tới câu chuyện, đẹp đến nghị lực sống. Và cả ba người đang ngày hôm nay đều có những nghị lực đẹp đó. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.